cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị ám sát. Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Rick Bradshaw cho biết đối tượng nổ súng cách ông Trump từ 365 đến 457 mét và bắn ít nhất 4 lần vào lúc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9, giờ địa phương. Địa điểm xảy ra vụ việc tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở thành phố West Palm Beach, bang Florida. Khi đang dọn dẹp các lỗ hổng, an ninh, để bảo vệ ông Trump, lực lượng mật vụ mỹ đã phát hiện một cá nhân có vũ trang đang cố gắng vượt qua hàng rào bao quanh câu lạc bộ golf quốc tế trump ở thành phố west palm beach bang florida người này chĩa thứ được mô tả là súng trường kiểu ạc về phía sân golf mật vụ đã bắn nhiều phát súng buộc nghi phạm phải chạy trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe nissan màu đen trước khi chạy trốn nghi phạm vứt khẩu súng trường hai chiếc ba lô và các vật dụng khác ở hiện trường Cảnh sát trưởng quận Palm Beach cho biết một nhân chứng đã nhìn thấy tay súng và chụp ảnh chiếc xe và biển số xe của hắn. Sau đó, các nhà chức trách đã gửi cảnh báo đến các cơ quan trên toàn tiểu bang với thông tin về chiếc xe và lực lượng cảnh sát quận Maun ở Lân cận đã dừng chiếc xe lại và bắt giữ nghi phạm trên đường I-95. Nghi phạm đã bị bắt trên đường chạy trốn sau khi bị tình nghi đã bắn nhiều phát súng về phía cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang chơi golf tại sân của mình ở bang Florida. Tờ New York Times và kênh truyền hình Fox News cho biết đối tượng này có tên là Ryan Wesley Root, 58 tuổi, sống tại bang Hawaii. Con trai của ông Trump dẫn nguồn từ cơ quan thực thi luật pháp địa phương cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng mặc 47 trong bụi rậm và đã bắt giữ một nghi phạm. Các lực lượng thực thi pháp luật, bao gồm cả cảnh sát trưởng quận Palm Beach và mật vụ đã được bố trí tại các điểm quan trọng xung quanh câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở thành phố West Palm Beach, bang Florida. Cục điều tra liên bang Mỹ, FBI, đã tham gia vào cuộc điều tra, phân loại vụ việc là một vụ ám sát bất thành. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bị thương trong một vụ ám sát ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử có khả năng sẽ rất căng thẳng vào ngày 5 tháng 11, trong đó ông sẽ phải đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris.